có giá trị mặc định là default value 1. Chúng ta sẽ quy định với nhau là iron là bằng 1 là member nhá. 2 là author, 3 là mod, 4 là admin. Ví dụ thế. Xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta mở lại cái bảng user sẽ nhìn thấy tất cả là 1 hết. Bây giờ tôi sẽ sửa cái này thành thằng admin này thành 4. Và run admin đúng không? Được chưa? Xong chưa? Còn thằng Nguyễn Văn Giáp là member bình thường. Được chưa nhỉ? Xong chưa? Rồi tiếp tục. Chúng ta sẽ có ở đây. Check này. Chúng ta có thể dd ra đây cái... À quên, ở đây chúng ta phải use thêm illuminate. Illuminate sược support sược facade sược auth. Chúng ta có thể dd ra đây ở cái đây là auth 2.2. User auth 2.2 user để lấy ra thông tin của thằng user đang đăng nhập. Bởi vào đến đây là chắc chắn là phải đăng nhập rồi, chứ không đăng nhập thì dẹp. Được chưa? Xong chưa? Đi mà lâu ấy. Bốn gì vậy? Không sao. Xong chưa? Rồi, bây giờ chúng ta thử phát nha. À quên, bên này chưa được, chưa xong đâu. Để áp dụng được cái author role này này. Đây là mới chúng ta mới định nghĩa ra cái middleware thôi, chúng ta chưa áp dụng. Để áp dụng nó ấy, thì chúng ta nhìn thấy cái kernel ở ngay dưới này không? Thấy không? Click vào đấy. Rồi, bây giờ định nghĩa ra dưới này này. Đây là tôi sẽ định nghĩa ra thêm một cái là check auth check trỏ đến. Auth check trỏ đến. App sược http sược middleware sược auth. À quên nhầm. Cái gì nhỉ? Author role chứ. Author role. Author role như này, 2.2 class như này, để trỏ đến cái file, cái thư mục app của chúng ta. App này http middleware author role, tức là cái file của chúng ta ấy. Class 2.2 class. Cái này để đăng ký với ứng dụng là chúng ta đang tạo ra một cái middleware mới tên là author role. Author.role đi cho nó giống anh em. Cái trên này nó cũng chấm này. Đây chúng ta cũng author role.
Được chưa? Sau đó copy cái author role này. Copy cái author role này. Áp dụng nó vào cái middleware, áp dụng nó vào trong cái route nào chúng ta muốn áp dụng. Đó là chúng ta vào route này, vào web này. Ví dụ như kiểu thằng S này chẳng hạn. Thằng home này nhá. Ví dụ thằng thằng S này đúng không? Tôi sẽ trỏ nó đến là trỏ đến middleware đóng mở ngoặc author role. Như này. Chép thì hay lắm thế. Xong chưa? Thế. Mở lại cái này. Cứ neo à? Đấy. Không nhá. Thử phát nhá. Để vào chúng ta lưu ý này, để vào được trong cái thằng S này này thì chúng ta phải qua hai lớp, là một là auth này. Lớp thứ hai mới đến thằng author role đúng không? Được chưa? Giờ chúng ta thử phát. PT artisan serve localhost 8000. S đúng không? Login đã này. Đây là tôi qua thằng giáp nv@gmail.com, password là 123456, login vào Nguyễn Văn Giáp, xong rồi nhá, đúng chưa? Tiếp này, add new, thấy ra đâm ra cái này không? Đâm ra là nó đang dừng ở cái này này, cái đoạn chúng ta đâm ấy, nãy giờ chúng ta chỉ đâm mỗi cái ở đây thôi mà, nó vào đây rồi đúng không? Chuẩn chưa? Bây giờ chúng ta đâm tiếp ra user trỏ đến role, tức là cái cột role ở trong cơ sở dữ liệu ấy. Xem. 1. Đúng không? 1. Xong, bây giờ ở trong này chúng ta sẽ tạo ra một cái constant. Constant tên là author role bằng giá trị là 1. Tiếp theo constant là mod role giá trị bằng 2. Admin role, admin role là chịu bằng bằng gì? Có những mấy cấp nhỉ? À, author role là chịu bằng 2, xin lỗi các bạn. 3 4 cuối cùng là member role. Member role giá trị là 1. Đúng chưa? Chúng ta thực hiện, sau đó chúng ta thực hiện if ở đây, if
user cho đến role mà nhỏ hơn self ls ?2. author role thì tiến hành là return self là chính cái class này, chính cái class author role này. Return view return response ra một cái view. Một cái view là tên là error.403 truyền thể 403 vào đây. Xong chưa? Làm gì mà vẽ lâu thế? Được chưa? Rồi bây giờ thì nó sinh ra cái view đúng không? View của chúng ta đâu? Có chưa? Có cái view error 403 này chưa? Tạo ra view này. Đây tạo ra thư mục mới tên là error đúng không? Tạo ra một cái file mới tên là 403.blade.php như này đúng không? Biết 403 là cái gì không? Lỗi gì? Forbidden. Là lỗi không có quyền truy cập. Thì chúng ta có HTML ở đây. Ở đây là xin chào. Xin chào 2 chấm. Xin chào echo auth 2 chấm user cho đến name. Phải strong. Bạn không có quyền truy cập vào đường dẫn này. Chấm than. Sau đó là br. Và chúng ta sẽ có ở dưới là một cái thẻ A address bằng cái round là login. Round login. Ở đây logout chứ quên, xin lỗi logout. Logout. Đây là đăng xuất. Và bên cạnh đấy là một cái thẻ A nữa. Hrep background. Ô hay. Round đây là home page về trang chủ. Xếp xuống.
Được chưa? Rồi. Lâu thế. Rồi, chạy thử nha. Xin chào Vĩnh Văn Giáp, bạn không có quyền truy cập đường dẫn này về đăng xuất về trang chủ. Bây giờ tôi đăng xuất ra nhé, tôi vào lại trang login. Tôi đăng nhập bằng cái tài khoản là admin@gmail.com. Password là secret. Thấy chưa? Bây giờ tôi vào đăng nhập thêm mới này. Vào được đúng không? Tức là nó đã pass qua cái trường hợp ở đây chúng ta vừa mới kiểm tra. Đó là chúng ta kiểm tra cái role của người đang đăng nhập á. Nếu mà nó nhỏ hơn với cái giá trị 1 thì chúng ta sẽ trả về cho nó là cái response view là bằng error 403. Đúng không? Còn nếu không, nếu vào rồi thì thôi. Vào được rồi thì cho nó next tiếp là chạy cái luồng dữ liệu như bình thường. Thằng này gọi như kiểu thằng cướp đường. Thấy gái thì cướp, còn thấy con trai thì thôi. Giống như thằng Hảo ấy, trông như sơn tặc ấy. Được chưa? Dựa vào đây thì chúng ta có thể làm được rất nhiều thứ, ví dụ như kiểu phân quyền, kiểm tra những cái yêu cầu xong gửi lên có đúng không. Đúng chưa? Sao? Gì? Đấy, rất dễ thôi. Đầu tiên, tôi nhắc lại một lần nữa là cách làm này. Đầu tiên là chúng ta có nhu cầu làm middleware thì chúng ta gõ cái câu lệnh là pp artisan make middleware, cách tên middleware đúng không? Thì nó sẽ đi vào trong cái thư mục là app http middleware tên file trong này. Đúng chưa? Chúng ta code gì thì code. Nếu mà pass qua tất cả các trường hợp chúng ta đặt ra thì nó sẽ đến next, nó sẽ đến cái việc xử lý logic bình thường của controller. Nhưng mà nếu không pass qua thì chúng ta nên đẩy nó về một cái view hay là đẩy ra một cái tín hiệu nào đấy cho người ta là được không được phép vào đây. Đúng không? Đó, có thế thôi. Hết rồi. Hả? Hiểu cái middleware chưa? Sau khi tạo ra middleware chúng ta tiến hành đăng ký với kernel. Thế do ăn ở rồi. Sau khi tạo ra middleware chúng ta đăng ký với kernel với một cái tên. Cái tên này là tên của middleware sẽ được dùng ở route. Còn cái này là tên file xử lý code cho cái middleware đó. Thì chúng ta sẽ nhúng vào trong cái route nào chúng ta cần. Đây, ví dụ như cái này. Trong trường hợp một cái route của chúng ta áp dụng nhiều middleware, có nhá. Chuyện này là chuyện bình thường, một cái route của chúng ta áp dụng nhiều middleware thì chúng ta chuyển cái này. Chuyển cái này trở thành một cái mảng. Các middleware viết tiếp liên tục ở phía sau. Được chưa? Đó, nó đơn giản thế thôi. Đây chúng ta chạy lại, nó chạy được là vào được là được. Đúng không? Đấy là trong trường hợp chúng ta muốn viết nhiều middleware, áp dụng nhiều middleware cho một cái route thì chúng ta chuyển thành mạng. Đấy, xong với middleware. Được chưa? Có ai thắc mắc gì không? Hết rồi đấy. Đấy là xong về cái phần đầu tiên, là cái phần middleware của chúng ta. Được chưa? Không chạy thì mang lên đây xử lý cho. 403. Cái này chỉ là cái giao diện nhưng mà chẳng liên quan gì. Xem nào. Đây đúng không? Illuminate support packet port. À không không phải. Chúng ta làm cái khác. Làm gì có cái hàm nào là hàm red pole. Con đây này. Có lại mấy chữ cũng khổ. Lắm rồi. Mày nên đi học một khóa tiếng Anh đi. Tôi nói thật đấy, ông nên đi học một khóa tiếng Anh đi. Chứ học dốt tiếng Anh như này lập trình khổ lắm. Tôi nói thật đấy. Sao còn đứa nào lỗi nữa không? Mang hết lên đây nào. Đây à?
viết sai chính tả. Nên đi học một khóa tiếng Anh đi. Tất cả. Để biết được các từ nó đọc như thế nào thì chúng ta phải hình dung ra nó viết như thế nào, chứ sau này đọc tài liệu kể cả bọn Nhật nó viết ra vớ vẩn chúng nó còn sai ấy. Không hiểu được nhau nhau người khác nói cái gì đâu, chết đấy. Yêu cái gì? Yêu cái gì? Trên này chẳng có yêu cái gì cả. Xong chưa? Tiến xong chưa? Không. Để làm gì? Sạc đâu? Sao không tắm? Chẳng có cái tên lạc nào đầu tiên với hoa cả. Ok.
cơ bản. A O T H U C cái này một cách kinh khủng. Chấm vậy. Chấm rồi. Đấy, view không có, chạy qua rồi đấy. Tạo view chưa? Hỏi thằng Giáp cho tạo view như nào? View à? Để đi cho nó làm. Chỉ cho nó để nó làm. Nào. Sợ thật. Mấy cái chữ bỏ không biết viết. Đâu mà tạo đâu không đâu cái gì đấy có là a out cái gì đấy đây phải biết đâu đây không nhập vào đâu cơ neo. Đấy. Đây mới gọi là copy paste này. Đây mới gọi là copy paste này. Copy paste mà không liên hồn thì nên nghỉ học đi. Trong cái ngành này cái việc copy paste là cái việc thường xuyên nhất mà không làm được. Sai chẳng hiểu gì nào. Ông mà còn tiếp tục như này thì công nên suy nghĩ là nên chuyển nghề đi, nói thật đấy. Chứ còn đi code mà còn sai như này thì ở công ty nó còn không muốn nói chuyện nữa. Tôi là thuộc cái thằng là dễ tính nhất khi đi làm rồi đấy. Thật. Đi làm tôi chưa chửi ai bao giờ. Mà về này tôi phải chửi là kinh lắm rồi. À có, đi làm mình có chửi ông 88. Nào, sau để tôi ra chữ này mà. Moderator, không dùng diễn đàn bao giờ à? Thế mà cũng học công nghệ thông tin. Có biết POZ là cái gì không? Thế ông thích thú gì ở cái ngành này vậy? À, tại sao lại theo học cái ngành này? Rồi, đâu mày làm sao? Rồi, ôi, đây, cái này vào. Nó thẳng ở đây cho tôi.
dấu chạy cái db chưa? Rồi á. Đây rồi. Thank you.
Đấy, xong rồi đấy. Sợ thật. Không có một cái gì luôn. Đấy, chịu rồi. Làm ăn gì? Sau nhà đấy là về phần middleware, chúng ta có thể chủ động tạo ra các cái middleware riêng của mình để check cho từng cái request một, tùy thích tạo tạo gì tạo. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái phần về view share. Đó là như sau. Thi thoảng chúng ta sẽ có cái nhu cầu là share dữ liệu nào đấy cho tất cả các màn hình. Có nhá. Thích thì share bất kỳ cái gì cho tất cả các màn hình, thích dùng thì dùng, các màn hình thích dùng dùng, không dùng thôi. Đúng không? Ví dụ như tôi sẽ tiến hành như sau. Tôi sẽ tìm cái file là app service provider. Các bạn nhìn thấy app service provider đâu? Chúng ta vào cái hàm boot này. Chúng ta sẽ tiến hành cái này thì phải thêm, chờ tôi tí để tôi tìm. View. Cho tìm cái từ view này. 2.2.share. Đây rồi. Chúng ta phải dùng use cái illuminate support packet view vào trong cái app service provider trước. Thì đây. Đây tôi gõ lại cho nó tôi nhớ. Use illuminate sược support packet view. Cái file này control p gõ app service, rõ nó tự ra mà. Ctrl P. Chữ P, Ctrl P. Giữ Ctrl gõ chữ P nữa. Đấy, gõ app service provider, nó tự lòi ra cái file này. Sau đó gõ lại cho tôi cái đoạn là use illuminate support packet view. Là được phép sử dụng cái thư viện về giao diện về view của Laravel. Sạc điện thoại. Đợi công gõ xong cái mớ này chắc phải mất phải 15 phút. Đây là
Xong nhá. Rồi, tiếp tục. Dùng view share rất dễ. Đây các bạn view share này. Đây là ví dụ như share view hai chấm share. Đây là key, key là cái sẽ là cái biến sẽ tồn tại ở ngoài view. Chúng ta vậy đây là super saiyan. Ví dụ thế. Đây là Kakarot. Chuyện này hồi bé đọc suốt. Hôm nào đi ngủ tôi cũng phải đọc một quyển chuyện. Chuyện gì cũng được. Lên hồi đến đọc chuyện từ bé cho đến năm lớp 6. Đến năm lớp 6 bắt đầu chuyển sang đọc sách sinh học. Đấy. Gì mày chấm gió gì là hả? Được chưa? Đấy. Ở cái đoạn này thì chúng ta có thể truyền vào nó một cái biến nào đấy ở xử lý được xử lý ở trên nhá. Ví dụ chúng ta xử lý một đoạn code dài dằng dặc, ví dụ như kiểu là đô la name bằng kakalot chẳng hạn. Ví dụ như này. Sau đó là đến dưới này chúng ta sẽ hiển thị ra đô la name. Này chẳng sao cả. Được chưa? Học gõ phím rất dễ. Không, chơi game làm sao mà gõ phím nhanh được. Chơi game chỉ thuộc được mấy phím thôi. Hả? 10 năm mới gõ được 10 ngón. Người ta chỉ luyện khoảng 2 tuần là gõ được 10 ngón, còn mình đến tận 10 năm. Sợ thật. Xong chưa? Lại bắt đầu văng đấy. Xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ copy cái Super Saiyan này ra ngoài bất kỳ một cái view nào đấy. Ví dụ như kiểu là view welcome thì chẳng hạn. Welcome này. Tôi vứt lên đầu này. Ở đây là... đây là echo đúng không? Đô la Super Saiyan này. Copy luôn. Yeah, sau đó vào post form tôi lại vứt vào đây một cái nữa. Thích ghét thích đưa vào đâu cũng được, bất kỳ cái view nào, ví dụ 403. Gì? Gì? Xay da với xay thịt gì? Đấy, tôi cứ vứt vào đâu thích vứt vào đâu vứt. Bây giờ chúng ta coi. Đây. Thấy cả cái lỗ đâu? Đây. Về trang chủ. Đây. Log out ra. Chúng ta add new. Chúng ta log in vào thằng giáp npa.gmail.com để nó ra được trang 403. 123456. Đây, add new. Đây, các calot này. Nó share cho tất cả các màn hình, bất kể là màn hình nào. Được chưa? Đó, đấy là cái tác dụng của thằng view share. Đây view share, view 2.2.share. Tên biến ngoài view, giá trị của biến. Thế sao? Thích dùng đâu dùng. Được chưa? Đấy là về cái view share. Chúng ta hoàn toàn có thể làm theo kiểu dạng là share cho chỉ cho một vài màn hình thôi. Chỉ cho một vài màn hình, cái này thì tôi hay dùng cho cái trường hợp này này. Đó là ví dụ như dự án thật nhé. Lại cái con kiện th.my này. Đây ví dụ như này.
Đây, ví dụ chúng ta nhìn thấy cái menu này không? Nhìn thấy menu này không? Cái menu này hiện tại là bọn tôi đang chưa làm phân biệt kỹ, thì chúng ta tôi đang hiển thị là ở trong tất cả các giao diện nó đều nhìn thấy cái mới menu này. Nhưng mà về sau á, chúng tôi sẽ làm cái kiểu dạng là ở trong cái vấn đề ví dụ quản lý này chúng ta sẽ có rất là nhiều quyền, ví dụ như kiểu là đây role, đây role này, lead role này. Sẽ có admin này, mod này, content này, master và teacher. Đúng không? Đây là quyền admin, là quyền quản trị tối cao của tôi. Quyền mod là quyền quản trị một cái chức năng nào đấy, quyền content là quyền viết bài, quyền master là quyền của hiệu trưởng, quyền teacher là quyền của giáo viên. Được chưa? Sau này ấy thì chỉ có thằng master trở lên thì mới được vào đây. Nhưng mà khi thằng master vào nó chỉ được quản lý về học sinh và quản lý về bài viết cũng như quản lý cái thông báo của nó thôi, thì nó chỉ nhìn thấy hai cái ngành. Chỉ nhìn thấy hai cái. Được chưa? Nhưng mà nếu mà vào bằng mod thì nó sẽ nhìn thấy quản lý được quản lý lớp này, quản lý trường này, quản lý người không nhìn thấy quản lý người dùng, nhìn thấy quản lý học sinh, danh mục bài viết, không nhìn thấy role. Bao giờ đến cái role là admin như này thì mới được phép là nhìn hết tất cả. Thì đấy nó làm cái màn hình giúp tôi sẽ cái thằng view composer giúp tôi làm cái cách như vậy. Thì làm như nào? Bởi vì các bạn để ý lưu ý này, bởi vì tất cả các cái màn hình của chúng ta, bởi vì những cái màn hình này, mỗi một lần chúng ta vào nó sẽ phải load lại. Nhưng mà chả nhẽ là tất cả các màn hình tôi đều có cái này, ví dụ tôi vào màn hình quản lý trường này, nó cũng có đúng không? Rồi màn hình quản lý thêm trường này, nó cũng có này. Đúng, nó luôn luôn giữ ở đây. Nếu mà tôi ở mỗi một cái màn hình tôi đều truyền ra cái danh sách, danh mục này, thì nó hơi dở hơi. Đúng không? Nó hơi dở hơi, tôi muốn là tất cả các view tôi đều load một cái đoạn dữ liệu nào đấy ra ngoài. Thì tôi làm như thế nào? Thì để giải quyết cái này thì chúng ta có cái khái niệm tên là View Composer. Đây các bạn search luôn. View Composer. Cái View Composer này sẽ giúp chúng ta là truyền thực hiện một đoạn code, một đoạn logic nào đấy để tương tác dữ liệu. Sau đó chúng ta truyền cái dữ liệu này ra những cái view. Chỉ những cái view nào chúng ta quy định thì nó mới được nhận những cái dữ liệu kia thôi. Còn những cái view khác thì không được nhận. Và cái thằng cái dữ liệu truyền đi này, nó sẽ truyền đi qua tất cả các request mà có cái màn hình để tham gia. Còn nếu mà không thì thôi. Được chưa? Có mỗi vậy không? Đấy là cái tác dụng của View Composer. Thì chúng ta làm cái thằng này như nào? Dễ cực kỳ luôn. Đây, này là xong. View 2.Composer truyền ra cái màn hình là dashboard. Truyền ra cái màn hình tên là dashboard. Và cái code xử lý ở trong này. Đây. Ví dụ như này, tôi copy cái đoạn này luôn. Tất nhiên là còn cái cách này nữa. Tôi làm cách dễ trước. Copy cái này. Chúng ta sẽ vào App Service Provider. Tôi bỏ cái này đi nhá. Xong rồi, key share xong rồi. View share xong rồi. View Composer, tôi sẽ truyền ra ngoài cái màn hình là... Để coi layout. Tôi sẽ truyền ra cái màn hình main nhá. Tôi truyền ra cái main này. Được chưa? À không thì tôi truyền ra cái welcome thôi. Tôi chỉ truyền ra cái welcome thôi. Đây là welcome. Được chưa? Tôi truyền ra welcome function view. Được chưa? Ở đây tôi có một cái biến là lại super saiyan name đi. Name bằng kakalot này. Sau đó tôi sẽ tiến hành return view, return dollar view, cái biến view ở đây này. View trỏ đến width. Đây là user, đây là super, lại super saiyan. Để copy cái này cho nhanh. Bằng cái giá trị của cái biến name kia. Chẳng biết có đúng không? Bởi vì lâu lâu tôi không biết, tôi không nhớ, tôi sắp sửa không biết code đến nơi. À, đừng chỉ tay năm ngón. Chứ giờ làm gì không phải code nữa đâu. Cái gì vậy? Không hẳn là sếp mà mình những cái việc code mình không phải code nữa để nghĩ giải pháp cho người khác code. Không kìa, xong rồi gì
Lỗi á? Lỗi gì? Đâu, lỗi đó. Đóng cái gì? Chẳng sao cả. Không phải, cái này là do ở bài view này, ông đang echo cái biên đấy, ông comment cái view share vào cái thằng con là không. Đây có cắt chụp cái này đi, cắt chụp đấy. Xếp xuống. Đâu có gì? Đây có không? Thế thôi. Thì chúng ta để ý này, chúng ta đang truyền dữ liệu cho cái view nào? Welcome thôi đúng không? Chỉ truyền cho welcome thôi đúng không? Bây giờ coi cái xem. Hiện tại ở ngoài welcome của chúng ta ở cái view ấy, ở cái controller nhá, ví dụ như ở home controller này. Home controller này chúng ta cũng truyền cho welcome nhưng chúng ta không truyền cái biến nào tên là Super Saiyan đúng không? Đúng nhá. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái welcome này chúng ta dùng thử phát. Đây, dùng lại cái biến Super Saiyan này. Ở chỉ ở welcome thôi. Chúng ta ra ngoài trang chủ coi. Chẳng biết có chạy không? Chạy đúng không? Được chưa? Tiếp tục này. Nếu tôi truyền tiếp, ví dụ bây giờ tôi sang bên bên cái form tạo ấy. Ở đây. Tôi sẽ cũng echo cũng đua đòi echo Super Saiyan như này. Thử xem có không nhá. À quên cái này không có quyền, đăng xuất ra. Login vào. Đây là admin@gmail.com. Secret. Đây, tôi vào đây. Nó báo lỗi ngay. Đúng chưa? Nó sẽ báo lỗi là cái biến Super Saiyan này không tồn tại, không được truyền ra ngoài. Đúng không? Bây giờ tôi nếu mà tôi update cái file app service provider này, tôi sửa cái này thành một cái mảng welcome phẩy cái form kia là đâu nhỉ? Form này nằm ở post form đúng không? post.form thấy chưa? Thấy không? Cứ lúc nào cái màn hình này hiển thị ra thì nó sẽ nhận được một cái biến tên là Super Saiyan. Bất kỳ lúc nào cũng vậy, không cần quan tâm đến controller. Được chưa? Đấy là cái cách tôi truyền dữ liệu ra cho form mà không cần thông qua composer, à không cần thông qua controller. Thích làm gì làm. Xong chưa? Xong chưa? Lại lỗi gì nữa? Chạy xong chưa? Có ai bị lỗi không? Rồi, đấy là xong về cái phần view composer và chưa xong. View composer thì còn.
Đó là trong trường hợp thường thường những cái view composer mà cần phải nhận dữ liệu ấy, sẽ có những cái rất ngắn như này. Nhưng mà cũng có những cái, bởi sau này hệ thống của chúng ta, chúng ta xem một cái dự án mà bọn tôi đang làm nhé, đang làm dở nhé. Để xem khối lượng code của nó như thế nào. Đây, con này. Đâu nhỉ? Đây con này. Vào get info này. Đấy, số lượng file của nó rất là lớn. Cũng như là số lượng, đây 267 mê. Số lượng code rất là nhiều. Bởi vì 5-6 người code cơ mà, chứ không phải là một người code đâu. Cho nên số lượng code rất là nhiều. Thế cho nên là cái số lượng màn hình đảm bảo với các bạn nó rất nhiều luôn. Đây số lượng màn hình này. À đâu nhỉ? Resource View này, admin này. Đấy, thấy không? Số lượng màn hình rất là nhiều, đúng không? Mail template các thứ kiểu forward password này, admin. Bởi vì tôi đang code phần quản trị mà, cho nên là cái số lượng màn hình rất là nhiều. Trong này còn nhiều nữa. Đấy, 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 đúng không? Số lượng giao diện rất là nhiều, cho nên cái việc truyền composer nó sẽ rất là nhiều. Mà sau này nếu mà tất cả composer của chúng ta viết hết ở trong cái hàm này thì rất là tổng, đúng không? Thế vậy thì sợ lắm. Cho nên là ở trong Laravel ấy, nó cung cấp cho chúng ta một cái phương pháp để viết composer cho nó ngắn gọn hơn. Rồi nhìn này, nhìn này, view composer, nhưng mà đây là cái màn hình là profile này, cái đây là cái giao diện màn hình này. Cái hàm xử lý của nó thì nằm trong đây. App HTTP View Composer Profile Composer. Cái này thì lại không qua Edition để tạo nhé. Riêng cái thằng này thì lại không qua Edition để tạo, mà chúng ta phải tạo bằng tay. Được chưa? Để xem có không đã. Tôi chém thế thì tôi không nhớ đâu. Chắc là không có đâu. Nếu có nó đã viết rồi. Nó không có đâu. Như vậy chúng ta phải tạo ra cái thư mục là View Composer này. Copy. Mở cái thư mục là App HTTP. App HTTP View Composer ra đây. Tạo mới thư mục tên là View Composer này. Được chưa? Sau đó tạo tiếp cái file tên là Profile Composer. Ví dụ như đây tôi để là Home Composer chẳng hạn. Đây là Home Page Composer.php. Đây tạo ra một class trong này. Đây là class. Thì tôi đi copy của nó đi cho nhanh. Đây. Namespace. Đây. Namespace bằng app HTTP View Composer, sử dụng cái Illuminate View. Cái này bỏ đi, cái này chúng ta chưa học đến, chúng ta không biết làm đâu. Đây, cái này tên là Homepage Composer, Homepage Composer. Và chúng ta chỉ xử lý trong một hàm thôi. Làm một hàm là hàm construct. À đây, hàm này thôi. Chỉ xử lý trong hàm này thôi. Quăng cái hàm này đi. Chỉ cần cái hàm này là đủ rồi, hàm compose này. Ví dụ tôi truyền dữ liệu ra ở đây tên là user bằng kakalot. Kakalot with super saiyan bằng cái biến user. Bằng cái biến user kia. Được chưa? Và tôi ở đây tôi sửa lại cái, đây là hàm nhá, khi các bạn về các bạn xem lại video của phần này. Ở cái hàm bên này tôi sẽ bỏ cái này đi, tạm thời comment vào. Chúng ta sẽ viết như sau. View 2.2. Composer đóng mở ngoặc. Hả? Bỏ con shop đi. View Composer này. Chúng ta sẽ có cái gì nhỉ? Quên rồi. Đây, nó là như này, Composer Profile này. Đây là homepage này, màn hình homepage thì sẽ hứng cái string là app sược http sược view composer sược homepage composer. Như này là xong. Cứ màn hình nào áp dụng cái composer nào thì chúng ta viết như này. Được chưa? Chúng ta chạy thử phát xem có chạy được không nhá. Nhưng mà khi mà làm như này chúng ta phải chạy lại cái composer download auto load để nó nạp cái file vào. Ôi lỗi rồi. App service provider dòng 26. Ở đây tôi chưa có chấm phẩy. Ồ, vẫn lỗi này.
thừa dấu phẩy à? Vẫn lỗi. Ồ. Syntax error. Để tôi coi nó nhé, xem là lỗi gì. À phẩy. Này phẩy. Lại composer lại. Đấy, cái này nó chạy nó kiểm tra lỗi của chúng ta ở đâu luôn. Xong. Và chúng ta start lại server. Rồi, vào đây, vào trang home. Ôi giời ơi. Cái biến Super Saiyan này chưa được chạy. Không, không phải xóa đi đâu. Homepage Composer Super Saiyan. Ô, tôi viết đúng mà. Sai gì nhỉ? Kakalot User, Kakalot. Theo lý là phải chạy được cái này. Bởi vì tôi viết đầy đủ rồi. App HTTP View Composer. Đây, copy cái này. Vứt vào đây, chắc là không sai đâu. Tôi gõ ít sai chính tả. Homepage Composer. Hả? Đâu, có sai gì đâu. Không được. Lỗi gì rồi. Để coi xem nào. Đây, đến bước này rồi nha. Không sai. Đúng rồi mà nhỉ. Biết đâu không chạy được không? Thử giữ lại cái hàm construct này xem có chạy không. Bởi vì giữ lại cái hàm construct này nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu mà chúng ta bỏ cái nội dung ở trong này đi. Nhưng mà chúng ta có dùng cái này đâu. Chẳng có ý nghĩa gì đâu mà. Chẳng biết sai đâu. Để tôi ngó lại đã nhé. Đây nó chỉ có đầu tiên là cái view composer này. Sử dụng thì view 2.2.composer.phẩy. Đây là profile là tên giao diện. Cho đến cái hàm xử lý. Sau đó là ở dưới này. New service provider container. Need to add the service provider. À, ra thế. Cái này tôi sẽ phải add thêm một cái phần provider vào trong app. App đây là nó bài cảnh báo này. Khi mà tạo ra service mới thì cần phải add cái service đấy vào trong cái config app. Tôi sẽ mở cái file config ra. Config này, app này, kéo xuống phần provider. Cái provider này, thấy không? Thì bây giờ tôi sẽ tạo ra thêm cái phần này nữa. App sược HTTP sược view composer sược homepage composer 2.2.class. Như này thì mới chạy được này. Chết mẹ, thấy không? Như này mới chạy được này. Sau đó chạy lại về tôi đoán là sẽ chạy được rồi. Ôi giời ơi. Can to call to undefined method is defer homepage controller. Này là quái. Clear. Làm màu của load này. Ôi giời ơi. App HTTP homepage control composer is defer. Điên mẹ. Mình có sai gì đâu nhỉ? App HTTP view composer homepage composer 2.2.class. Đúng rồi mà. Comment vào để tí buổi sau đọc và học buổi sau tôi sẽ check lại cho. Lâu lắm mà không động vào mấy cái này. Để buổi sau tôi sẽ đọc lại tôi check lại cho. Đấy, thì hôm nay chúng ta dừng lại ở cái việc là tạo ra composer cũng như là sử dụng composer để view share để dữ liệu truyền dữ liệu cho rất là nhiều các cái view khác nhau. Dùng cách này cũng được, tạm thời dùng cách này đi. Toát hết cả mắt.